Xin chào các bạn, đối với Linh và các bạn nữ yêu thích phong cách trang điểm hàng ngày thì việc lựa chọn một dòng sản phẩm trang điểm đẹp tự nhiên đồng thời có khả năng bảo vệ và chống lão hóa cho làn da luôn là ưu tiên hàng đầu. Và ngày hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn các bước để trang điểm hàng ngày cùng với dòng sản phẩm mà chị Linh rất yêu thích, đó chính là Menard Vuvier. Đây là dòng sản phẩm trang điểm được mệnh danh là người tình trang sức với thiết kế vô cùng sang trọng và tinh tế. Đặc biệt, dòng sản phẩm có chứa các thành phần dưỡng da và chống lão hóa cao cấp giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da trong suốt quá trình trang điểm. Với nhân sâm và axit hyaluronic cùng với các hạt phấn thế hệ mới có cấu trúc siêu mịn, có khả năng khuếch tán ánh sáng chính là ưu điểm nổi bật của dòng sản phẩm này. Và một điểm cộng nữa cho sản phẩm trang điểm này đó chính là màu sắc được phối cho các tông màu rất hài hòa và tinh tế, đặc biệt rất tiện lợi khi sử dụng. Và ngay sau đây thì Linh và các bạn sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Sau khi làn da được làm sạch, sử dụng nước cân bằng độ ẩm và sữa dưỡng Saranari giúp cung cấp độ ẩm, dưỡng chất cho da, bảo vệ làn da trước khi trang điểm. Lấy một lượng vừa đủ kem lót Vuvier ra mu bàn tay, dùng bông tản đều kem lót theo chiều từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên bằng các đường tản ngắn liền tay. Lấy một lượng vừa đủ kem nền dạng lỏng Vuvier ra mu bàn tay, tản đều theo cách tản của kem lót. Sử dụng phấn nền dạng nén Vuvier, miết bông phấn lấy một lượng vừa đủ, tản đều theo chiều từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên bằng các đường tản ngắn và liền tay. Miết bông phấn để lấy một lượng vừa đủ phấn bột Vuvier, tản đều và dặm nhẹ khắp khuôn mặt. Dùng chì kẻ lông mày Auto Step. Đầu tiên tạo khuôn lông mày, sau đó tản phủ đều lông mày. Sử dụng set trang điểm mắt má Vuvier. Bước 1, dùng cọ tản đều màu má 1 lên toàn bộ vùng xương chân mày và bầu mắt. Bước 2, dùng ngón tay giữa tản đều màu mắt 1 dạng sáp lên vùng bầu mắt, mí mắt trên và dùng cọ đầu nhỏ để tản đều cho vùng mí mắt dưới. Bước 3, dùng cọ tản đều màu mắt 2 màu be vàng lên vùng bầu mắt, mí mắt trên và mí mắt dưới. Dùng chì kẻ mắt Auto Step kẻ sát chân mi để tạo chiều sâu cho đôi mắt. Sử dụng kẹp mi để kẹp cong mi. Sử dụng mascara chuốt đều cho hàng mi, mi trên và mi dưới. Dùng cọ tản đều màu má 2 lên vùng má, tản đều từ gò má ra mang tai. Tô điểm cho đôi môi bằng một chút son nhẹ.